Ừ, không ăn đi, canh rồi, hấp canh này. Đây mày đưa cho, nó thôi hấp nè. Không múc được, nó múc được nè, hấp đi. Đây mi mi rút thôi. Hấp miếng canh ẩm sẵn ta. Canh ngon con. Giỏi giỏi à. Rồi múc cơm ăn đi. Múc cơm đi, nay hôm nay ăn cơm nè. Ăn cơm học cũng người lớn luôn. Ẩm con. Rồi ầm rút đi, bây giờ rút đi. Giỏi quá chắc, trời ơi, giỏi giỏi. Ầm cho mày tép đi con. Giỏi giỏi. Rồi ngon nè, ngon con. Mình ăn cơm với ông biển nè. Ông bé học. Ông bé hả, ông bé đi học đúng không? Ông bé ầm. Cho ông bé ầm luôn hả? Giỏi giỏi đi. Nhem nhem. Nhem nhem bé hả? Trời ơi, kỳ quá chắc. Nhem nhem bé hả con hả? Rồi con múc đi, con múc ầm đi. Nhìn vô đây nè, nhìn vô đây nè. Nhìn vô cơm nè, ăn nè, đàng hoàng nè. Nhìn vô cơm ăn đi tiếp đi. Ừ, con múc ăn đi. Đúng rồi, giỏi chắc. Ừ, ngon nhẹ, ầm miếng canh. Canh bí. Này là canh bí với cá nè. Còn miếng canh nữa không? Rồi, bút cơm ra đây con. Đút cho miệng ra đây nè. Giỏi giỏi nè. Cơm nha mọi người, đây nè ăn cơm nha. Đây là tự ăn cơm với đông biển với lại bột á. Với lại canh cá với lại bí đỏ. Ngon lắm mọi người. Ngon nha. Để ầm đi con múc đi. Nè múc đi. Múc đi. Múc ầm đàng hoàng. Nhìn vô đây nè, nhìn vô cơm nè. Nhìn vô cơm múc ăn. Đúng rồi, múc đi con. Nhìn vô cơm đi, nhìn vô cơm không? Ở canh hả? Rồi múc canh ăn đi. Rồi hết. Cặp đi nổ. Cặp đi nổ tương quá à. Trời ơi. Nè ầm đi. Đây mi mi rút phụ nè. Không chịu luôn. Rồi hấp đi. Rồi dữ rồi. Rồi ầm miếng cơm nè. Rồi ăn đi không coi nè. Không bị chắc à. Hấp canh không rồi, hấp canh cho miếng canh. Miếng canh nó cá luôn. Ngon quá chắc. Cho miếng canh. Ừ, canh ngon à, giờ con tự múc đi. Đó, giỏi giỏi. Thôi nhìn đây nè. Nhìn thấy mặt cơm. Rồi, ôm đi. Hấp canh, nhìn cho canh, nhìn cho canh. Ờ mi tắt. Mi tắt đi nha. Nè nhìn cái này, nhìn cái canh nè. Ờ mi cái canh, đúng rồi, hấp. Đổi giỏi rồi. Rồi. Trời múc bí ăn luôn, giỏi vậy. Trời ơi, trời ơi, nên ghê nha. Trời ơi, ăn bí luôn kìa. Ngon quá. Múc cá ăn đi con. Trời ơi, đúng rồi, giỏi. Ôi, 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 giỏi, giỏi. Bí. Ngon không? Ngon con. Nè, ăn đi, ăn miếng miếng cơm đó đi. Ăn miếng cơm đi. Canh nữa hả? Giỏi quá. Đây, ầm miếng cơm nha. Rồi, ầm miếng cơm đi, ăn canh tiếp. Ăn canh tiếp hả? Ôi. Mi tắt tivi nha. Rồi, tắt tivi rồi, ăn cơm đi con. Ủa? Nhem nhem. Bé học. Bé học. Múc canh.
anh vô ăn đi. Ok, giỏi giỏi. Ngon không? Rồi, ẩm miếng cơm đi Trúc Hoàng. Ăn cơm đi, múc cơm ăn trước đi. Ăn miếng cơm đi, đợi Hoàng canh tiếp nha. Đó, múc vô. Rồi, ẩm vô. Ngon quá nha. Ngon không? Ồ, giỏi quá ta. Ồ, dây 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 ạ. Nhem nhem em bé. Nhem 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 bé. Tém mỏ lại. Tém gọn lại. Anh rồi ăn canh, từ từ mình đưa canh vô. Rồi hấp đi, hấp miếng rồi. Ngon quá chắc. Rồi con múc đi. Rồi múc bí. Đúng rồi, bí với cá đó múc vô. Giỏi giỏi. Nhem nhem. Bé học. Bé học hả? Bé tập ăn hả? Bé gì? Bé tên gì? Nà. Bé Nà. Bé Nà mấy tuổi rồi ta? Con mấy tuổi? Ngồi múc đàng hoàng con. Nè mày đổi cái muỗng nè, cho muỗng nè. Nè, nè múc muỗng này đi, đưa đây muỗng này cho mẹ. Ừ. Đúng rồi, ừ ngon quá ta. Cái muỗng nó dễ múc hơn. Ừ, con dịch cho cái muỗng con dịch đó hả? Đây nè. Dịch ha. Cạp. Ừ, dịch cạp cạp đúng rồi. Rồi con ăn đi. Thôi ầm miếng cơm đi, rồi ăn canh tiếp ha. Đúng rồi. Rồi múc canh ăn nha. Nhem mẹ. Nhem mẹ hả? Gan dữ hả? Ừ, chứ nó bụng chết rồi nhem tôi. Dịch hả? Nhem nhem dịch đi. Rồi canh ngon không? Ngon không? Canh thấp. Canh thấp hết hả? Ồ, ngon quá ta. Rồi múc cơm đi, múc miếng cơm ăn đi. Ăn cơm đi rồi ăn canh tiếp nha. Con tự múc, ổng ăn cơm hả? Rồi ẩm miếng cơm của mẹ đi. Đó, rồi ăn canh. Khoái ăn canh. Canh này canh bí nữa nè. Bí đỏ với cá. Fish là gì con? Fish là gì? Nó bị mệt quá trời. Ồ, ngon quá, ngon quá. Đó rồi. Đây mẹ múc cho miếng cá nè. Cảm ơn cá hẹn lại. Rồi. Rồi chưa, hấp được chưa? Thôi như đó được rồi, múc miếng cơm đi. Rồi múc cơm ăn đi rồi múc tiếp. Hấp hả? Hấp rồi, hấp. Hấp miếng nữa ha. Rồi được chưa? Ok chưa? Múc rồi anh, để nó mình nghiêng qua nhiều cho. Rồi được rồi. Thôi, ăn miếng cơm đi. Không ăn cơm thì không cho, ở miếng cơm thì là cho. Hẳn to ra, hẳn to ra. Rồi không ăn rong biển thì cho cái cơm không. Ăn rong biển thì cơm không con. Nè, cơm vẫn có rong biển nè, để nó ướt mình rồi, dơ. Đó, cô bé này lại đúng nghe mọi người. Ẩm đi, ẩm miếng cơm đi ngoan. Ăn cơm ngoan thì cũng thôi bị giận nè. Rồi con dục cơm kìa. Ăn canh không mà, múc canh ăn đi. Tự múc đi. Nó cầm cho tự múc nè. Con múc bí đỏ con ăn đi con. Ngay chỗ học. Ừ, không múc bí đỏ đi. Còn nó nhiều canh nè.